Hello, Yến Nhi xin kính chào quý ông bà, cô chú bác, anh chị em thân mến trên cộng đồng mạng. Lời đầu Yến Nhi kính chúc quý ông bà, cô chú bác, anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và thị sự như ý. Hôm nay Yến Nhi kể chuyện vui cuối tuần cho các anh chị, cô chú bác, mọi người cùng nghe nha. Ôi vui thật là vui luôn, ôi vui quá xa là vui nè. Các chị bác ơi, vui sao biết không? Trời ơi, bây giờ con nữ hằng lương lẹo từ thiện, lương lẹo ăn chặn tiền từ thiện của những nhà hảo tâm mạnh thường quân, ngâm tiền giữ tiền ăn chặn tiền luôn cả của những anh em vô gia cư. Bây giờ nó nổi danh nổi tiếng nổi đình nổi đám quá trời nổi luôn rồi các chị bác ơi. Bây giờ các chị bác biết không, cả nguyên cái sân OC á ai cũng biết hết trơn rồi, nổi tiếng quá rồi ha, nổi tiếng về lương lẹo, nổi tiếng gì ăn chặn tiền từ thiện của những nhà hảo tâm mạnh thường quân. Bây giờ ha, trời ơi, bây giờ nó đi chợ các chị bác, nó đi chợ nó cũng không dám đi nữa, nó chỉ ngồi trong xe thôi à đó, nó trốn trong xe, nó nấp trong xe không à, không dám đi vô chợ luôn các chị bác đó, cho người ta đi thôi, quá trời nổi luôn ha. Rồi á, đi tới tới tiệm ăn á, quán ăn á chị bác ha, người ta đi vô quán ăn đó đó, những khách mà vô ăn á các chị bác, trời ơi, nhìn tới con hàng là biết liền ha, người này người kia á, chỉ nhau qua lại, trời, cái con này là cái con lươn lẹo nè, cái con lươn lẹo á ở trên á mạng á mọi người đang nói về nó nè, trời, nó ăn chặn tiền của mấy anh em vô gia cư nè ha, ăn chặn tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân nè, trời ơi, bây giờ phải nói là nổi tiếng quá trời rồi ha, trời, nổi tiếng trong cái thời đại 4.0 về lươn lẹo từ thiện ăn chặn từ thiện quá trời nổi luôn, nổi còn hơn diễn viên nữa các bác, diễn viên người ta nổi là nổi tiếng tốt ha, còn cái này có thằng nổi tiếng ăn chặn tiền từ thiện quá trời là nổi, vui ghê là vui luôn, quá trời là vui luôn ha. Cái tin cuối tuần ha, em chia sẻ cho các anh chị bác nhiều cái tin vui luôn, và cái tin vui tiếp theo nữa nè, ở dưới suối San Jose chuẩn bị ra một cái thảo cầm viên các anh chị bác, đây là một cái tin vui ha. Em nghĩ trong tương lai nè ha, sắp tới đây á, ở dưới suối á sẽ mở một cái thảo cầm viên ha. Trong thảo cầm viên thì đương nhiên là nhiều cái động vật đúng không các chị bác, con động vật thứ nhất là con lươn ha, con lươn lẹo hằng ha, là con thứ nhất, và con thứ hai là con đời con heo đó, là con thứ hai, và con thứ ba là kiếp con chó đó, và con thứ tư là số con bò đó, số phận con bò nha các bác đó, bốn con này nha. Ôi trời ơi, sân có xe dưới suối tương lai chắc sẽ mở một cái thảo cầm viên có bốn con động vật này các anh chị bác ơi. Vui quá xa là vui luôn. Trời ơi trời, bây giờ công nhận á nha, bây giờ á con Hằng á, em nói thiệt các chị bác, trời ơi, ngâm tiền từ thiện giữ tiền á của các anh em vô gia cư, giữ tiền đó xong rồi đi quay cái hoàn cảnh khác để mà nhận tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân góp vào tiếp, rồi góp xong lại ngâm ở đó tiếp, đưa cho các anh em nhỏ giọt đưa lần 10 đồng 20 đồng rồi xuống quay clip của các anh em trục lợi được tiền YouTube lãnh lương cho nó, phát lương cho nó các chị bác, rồi nó giữ đó, nó hứa với ha, nó lên clip nó nói các anh chị bác làm sao đúng là lương lẹo quá nha các chị bác, nó nói mỗi tháng nó sẽ chích ra cái tiền của nó đồ ha, nó phát đồ mua đồ cho các anh em vô gia cư ha, các anh chị bác á 6 7 tháng trời nay có thấy nó nói á bằng cái miệng không à, mà nó đâu có làm nữa chứ bác ha, thậm chí mà cái tiền mà nấu cơm á cho những anh em vô gia cư ăn á ha, có mấy trăm đồng thôi một lần á, ra nấu vậy thôi có mấy trăm đồng thôi à, mà cũng lấy cái tiền food stamp á của hả mấy anh á sáu múi trong nhà nó nữa chứ bác, vậy mà diễn ra đọc tên mạnh thường quân này mạnh thường quân kia, trời ơi, toàn là đọc tên ấy, toàn là trong cái nhà họ lương nó không à chứ bác, đâu có mạnh thường quân nào góp tiền vô nữa đâu, tẩy chay rồi, có thằng bị tẩy chay rồi, nó hết thời rồi các bác ha, cái gì cái chứ làm từ thiện là phải làm từ tâm ha, tiền á nhận của những anh em vô cư từ những nhà hảo tâm góp vô nó nhận là nó phải trao cho các anh em vô cư, mà đằng này nó không trao ha, nó không trao cho nên á là em mới lên chia sẻ ha, và ông xã em lên chia sẻ ha, và chị thì chia sẻ ha, và em vệ chung chia sẻ ha, và
anh N10 chia sẻ ha, và anh Tư Sơm chia sẻ nha các bác. Đó, những anh em là anh chị em đồng nghiệp lên tiếng về sự thật, lấy lại công bằng cho những nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân và những anh em vô cư. Đến khi nào mà con thằng á, nó hoàn trả số tiền hết cho những anh em vô gia cư ha, thì tụi em mới không nói. Còn tiền nào mà của anh em vô cư nào á ha, mà không có mặt á, cũng như á, là tiền của em Toàn đó, 18.050 đồng đó, không có lấy bằng chứng lên được cho những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân á, là những số tiền đó phải hoàn trả hết cho những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân đó, thì em mới không nói nữa, em mới bỏ qua. Nhưng mà còn chưa đâu nha, trả tiền xong như vậy phải lên clip nói xin lỗi những Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm thời gian qua Hằng đã lươn lẹo để mà nhận tiền ngâm trong người, bỏ túi trục lợi như vậy ha. Xin lỗi những nhà hảo tâm, xin lỗi khán giả, xin lỗi vợ chồng chị Nhi, xin lỗi khán giả trong kênh của Nhi đó. Phải biết ăn năn sám hối, quay đầu là bờ nha Hằng. Cái gì cũng vậy, Yến Nhi khuyên Hằng phải biết quay đầu là bờ ha. Đừng có lòng tham không đáy, một khi mà đi quá xa là coi như quá đà là Hằng sẽ vô nhà lớn Hằng ở luôn á. Ăn cơm á là một ngày hai cử là có người đem tới luôn á nha Hằng. Đó. Nói cho Hằng nghe trước, đừng có nói sau mà. Chị Yến Nhi không nói trước cho em nghe ha. Chị á ha, chị đây á là rất á là tâm thiện, cho nên á Hằng làm cái gì á ha, mà Hằng lươn lẹo á, Hằng dối trá, Hằng qua mặt những nhà hảo tâm, những khán giả, thì Yến Nhi thấy được sao thì Yến Nhi lên chia sẻ như vậy. Yến Nhi đâu có chửi Hằng đâu, đúng không các chị bác? Lúc đầu em lên em chia sẻ thôi mà các chị bác, đúng không? Em chỉ thắc mắc em chia sẻ thôi mà các chị bác. Từ đầu em đâu có chửi nó đâu các chị bác. Tự nhiên á mất á hả, trời ơi em lên được 2-3 cái clip bắt đầu nói tới cái vụ em Toàn rồi á. Ôi chú Lập rồi đó, ôi nó lên đó hả, nó là thưa kiện em, nó chửi em, chửi em quá trời luôn các chú bác ha, rồi thưa kiện em nữa chứ. Trời ơi, cho tới đây 8 tháng trời rồi có thấy đâu các anh chị bác. Cái vụ em Toàn á ha, nó nói á là hả, để thưa kiện em đồ á, để mà ra tòa đồ, rồi nó sẽ đấy bằng chứng ra cho mọi người xem. Cái này là nó đã chứng an, nó đang á xỏ mũi cái đám phân mà u mê thôi các anh bác, đỡ ra tòa lấy bằng chứng. Mấy người khán giả tin cứ tưởng đâu cái Hằng á nó sẽ thưa kiện em rồi đưa bằng chứng lên tòa coi các chị bác. Em đã nói trước các anh chị bác rồi, cái ngày ra tòa gì đó mà có Hằng nó thưa kiện em thách nó cũng không dám làm nữa các bác. Em nói thật, trời ơi, cái người mà nhận tiền kêu gọi tiền cầm tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân ha, mà không có bằng chứng đưa ra ha, nếu mà đưa bằng chứng ra thì em đâu có nói nữa các chị bác. Cái này đằng này không có bằng chứng đưa ra, ăn chẩn số tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân, tiền đó tiền từ thiện các chú bác, giúp cho những người á, có hoàn cảnh cơ nhỡ. Trời ơi, mà thậm chí mà cái người mà mấy người mà bất hảo đó, có danh sách á là bất hảo phải không, tù tội mà cũng đứng ra kêu gọi tiền để mà bảo lãnh nữa các chú bác. Có ai mà làm từ thiện mà làm cái kiểu đó không, lại biết nó xạo rồi các chú bác. Vậy mà những nhà hảo tâm nhiều khi á các chú bác nghe nó hối thúc mau mau góp tiền vô đi ha, để em Toàn đi ra liền, chứ em Toàn không ra liền em Toàn sẽ mất cái chốc làm đó. Một ngày em Toàn làm rất là nhiều tiền, mất cái chốc làm nó rất uổng, thì những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân á đâu có suy nghĩ kịp đâu các chú bác, thì cứ rót tiền vô liền ha. Nó kêu người ta gấp để cho những cô chú bác, những anh chị, những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân không có chú ý tới và mau mau rót tiền vô liền, để mà nó lấy cái số tiền đó xong rồi nó về Việt Nam nó chơi, nó mua vé hạng VIP nó đi các chú bác. Tiền đó là tiền của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân không đó ha, rồi về á Việt Nam nó nói làm từ thiện. Nó đi á, lúc đầu nó đi có 3 tuần à ha, 1 tháng thôi à, nó về lại Mỹ à. Rồi các anh chị bác thấy không, nó về nó đi phẫu thuật các anh bác, nó đi làm thẩm mỹ đẹp, làm đi thẩm mỹ viện làm đẹp đó, sửa nhan sắc, rồi bơm vòng 1 rồi bơm vòng 2, cái chỗ nào cần bơm thì bơm, cái chỗ nào cần rút thì nó rút các anh chị bác ha. Trời ơi, bơm rồi rút, rút rồi bơm rồi rút, rút rồi bơm. Tiền đó là tiền rút của Mạnh Thường Quân không đó, cứ bơm rút là cái rút tiền Mạnh Thường Quân à, chứ đâu phải tiền của nó đâu. Bởi vậy á, bác thấy không, trời ơi, làm YouTube, nó nói làm YouTube á ha, giàu lắm ha, trời ơi, lương á thì hơn kỹ sư nữa các chị bác, lương hơn kỹ sư nữa đó
làm YouTube giàu lắm, nó chỉ cho người này người kia làm YouTube. Vậy á, cái thằng Hùng Lai đó nha bác, cái thằng mà đi mà theo mà xách giỏ cho thằng đó, cái thằng mà nịnh đó nha bác, cái thằng mà tát nước theo mưa đó ha, thằng nói gì á thấy hùa theo á nha bác, đó hùa theo con hàng tát nước theo mưa ha, mượn gió bẻ măng á đó, nịnh nót cho thằng đó, cái thằng Hùng Lai đó nó thất nghiệp đó anh bác, nó giỏi giới thiệu á cho người ta đi làm quá, giới thiệu cho em cường này nọ rồi á, hãy giới thiệu cho người này người kia đi làm này nọ. Trời ơi, cái thằng Hùng Lai á đi theo nó thất nghiệp á tới nay luôn, còn chưa có việc làm nữa đó các anh chị bác. Bởi vì em nói các anh chị bác á, đừng có mà nghe cái lời của con cái thằng lươn lẹo mà nó nói chuyện ha, nói chuyện trên mây không à, trên trời dưới đất không à, xạo không chứ nổ không chứ có cái gì đâu mà thiệt các anh bác. Nó vô nó hả, cái chị bác dùng vô cái kênh nó ngồi nghe một hồi á ha, nó than khóc người này cái cảnh này khổ, người kia tội nghiệp, rồi cái này thấy thương, cái kia thấy đứt ruột, rồi cái chị bác móc tiền móc hồ bao ra đó để cho cái dòng họ Lương, cái tập đoàn, cái nhóm của tụi nó chi chác nhau không chứ có từ thiện từ ơ gì đâu các chị bác. Trời ơi, còn á xạo xạo nói em Cường á hả, là lấy danh của Hằng, mượn tên của Hằng để mà đi tìm việc làm, các chị bác tin không hả? Trời ơi, làm như cái tên của con Hằng á ha, đi lấy tên thằng ra cái đi cái kiếm việc làm á, là hả có làm được liền, người ta cho làm liền nhé, đâu có phải như vậy đâu các chị bác. Người chủ á mà thuê một người á làm á thì cũng phải phỏng vấn người đó, coi người đó có làm được không, vậy á người đó làm được người ta mới mướn ha, rồi cũng phải cho người đó thử việc rồi coi làm được không thì ta mới mướn các chị bác. Chứ đâu phải mà hả nghe cái tên con Hằng muốn vô chắc khỏi làm gì hết trơn, làm không được cái cũng trả tiền, nghe vô lý không các chị bác. Làm được hay không á là hả do ha em Cường với người chủ đó, chứ đâu phải là do con Hằng. Trời ơi, thằng Cường nào mà lấy tên của con Hằng mà đi ra đi á ha, để mà đi xin việc làm, trong khi đó hả thằng Cường á với Hằng á cái chỗ á làm trước á ha, là con Hằng á nó dồn em Cường vô tới đường cùng, em Cường đã nghỉ cái chỗ đó luôn rồi, em Cường á ha kiếm cái chỗ làm khác đó, có được một cái chỗ làm khác mà không lấy cái tên của con Hằng nữa sao? Nó thấy cái tên của con Hằng hả là nó bựa rồi các anh bác ha, nó ngựa rồi chứ đâu mà lấy tên của con Hằng, tại vì con Hằng nó bây giờ cái nó hết view rồi, Mạnh Thường Quân á thì cũng hết tin tưởng rồi, thành thử ra nó lấy tên của em Cường á, tại vì em Cường bây giờ được nhiều người thương á, như bác khán giả thương, cộng đồng mạng thương, được những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân thương, cho nên bây giờ nó phải mượn tên của em Cường để mà kiếm tiền tiếp á các anh chị bác. Trời ơi, nó kể ơn kể công với em Cường, giờ em Cường với đường cùng, vậy mà 13 cái clip của em Cường mà nó cũng còn giữ trên cái kênh của nó đâu lấy xuống đâu các anh chị bác, xấu hổ quá trời luôn á, nhục nhục dữ lắm á ha. Trời ơi, chuyện em Cường tới mức việc làm luôn, mà clip của em Cường, hình ảnh của em Cường Hằng vẫn còn để trên kênh của Hằng để mà Hằng kiếm cái đồng tiền từ cái hình ảnh của em Cường mà Hằng không biết xấu hổ hả Hằng? Quá trời khán giả em như thấy á, mấy cô chú bác á, Mạnh Thường Quân nè, cộng đồng mạng nè, nói quá trời luôn, nói á, là hả trời ơi, Hằng ơi ha, nếu mà còn cái lương tâm á ha, còn cái sĩ diện á ha, còn á cái lương tâm chút xíu á thì lấy clip đó xuống, chứ đừng có lấy cái hình của ảnh của em Cường mà á, trong khi đó một mặt á thì Hằng nói xấu em Cường, nói em Cường á vô ơn ha, mặt kia thì dồn em Cường á vô đường cùng, em Cường phải hạ nghỉ cái chỗ làm đó của Hằng giới thiệu cho luôn rồi ha, là trả ơn xong rồi, mà hình ảnh của em Cường 13 cái clip Hằng vẫn để trên kênh của Hằng, Hằng để là kiếm tiền từ em Cường, Hằng mắc cỡ sao đó, thì những khán giả ha cũng góp ý như vậy đó cho em chia sẻ lên dùm, chia sẻ lên cho con Hằng nó nghe, tới cái tai của nó nghe để cho nó biết ha, chứ không mình không nói với bác nó không biết ha, nó không biết đó, thì giờ em phải chia sẻ lên các chữ bác á cộng đồng mạng, chia sẻ giùm em cái clip này để cho tới tay của con Hằng, để cho nó biết là 13 cái clip á của em Cường nó vẫn còn đang giữ ở trên kênh của nó ăn á, ha tiền á trong cái hình ảnh á ha, cái clip của em Cường như vậy. Trời ơi, 2 năm rồi đó Hằng, 2 năm rồi đó nha, đó chưa đủ nữa sao, bây giờ còn muốn kiếm thêm nữa sao, mà trong khi đó Hằng á dồn em Cường tới mất việc làm, Hằng vẫn giữ clip của em Cường. Trời ơi, nó phải nói các anh chị bác, con người mà ai mà làm vậy ha, trừ khi nào con thú thôi chứ con người ta không làm vậy đâu các anh chị bác. Rồi á, em kể tiếp cho các anh chị các bác nghe nữa nè ha. Trời ơi, con Hằng á nó từ thiện á
Từ thiện là phải từ tâm nha Hằng ơi. Hằng từ thiện á, mà Hằng á chửi hết người này rồi Hằng chửi người kia. Mạnh Thường Quân á mà Hằng cũng chửi nữa, cũng như cái chị Yến Đào đó các chị bác. Mạnh Thường Quân ở Úc đó gửi tiền vô cho Hằng 200 đô ha, để giúp cho cái hoàn cảnh nào đó. Rồi hai ba tuần rồi có Hằng nó im lặng luôn các chị bác. Cái chiêu này là cái chiêu im im của nó ha, ai mà gửi tiền cho nó im hoài luôn ha, nó im hoài luôn ấy. Mà các anh chị mặc cô chú bác á, Mạnh Thường Quân mà hỏi nó á, thì nó nói á, bây giờ số tiền này chưa có hả, nó chưa có đi tới cái hoàn cảnh này sao đưa được, là cái thứ nha. Rồi cái thứ hai á, là nó cái số tiền nó gom chưa có đủ để giúp cho nhân vật đó, cho nên nó không có đi, rồi để nó im hoài ha. Rồi á, mà ai mà hỏi tới nó á, rồi á nó sẽ lên clip nó chửi Mạnh Thường Quân. Trời ơi, ai nó cũng chửi trơn á ha, người nào á mà anh hỏi tới nó ha, thắc mắc tới nó cái gì á, trong cái sự mờ ám của nó đó, mấy cái chiêu lương lẹo người ta biết đó các bác, nó đều chửi hết ha. Cũng như Yến Nhi nè, nó cũng chửi em có đâu có làm gì nó đâu các bác, em chỉ phân tích thôi mà ha. Hằng á làm từ thiện mà Hằng minh bạch á, Hằng đâu cần phải chửi đâu, Hằng ra Hằng giải quyết thôi, cần gì phải chửi đúng không. Trời ơi, em nè nói thiệt á, mình nói cái nào á có thì mình nói, mở miệng ra thì phải như bông như hoa đó. Theo cái chuyện vui này nữa nè cô chú bác anh chị ha, các cô chú bác anh chị á có để ý á là con Hằng á nó rất là sân si không ha, nó vừa sân si mà nó vừa hơn thua nữa các chú bác, bản chất á của nó rất là hơn thua ha, rất là sân si. Cũng như á là em á, hai vợ chồng em với là em Cường đi xuống suối giúp cho những anh em vô gia cư đó, mua quà thực phẩm xuống trao cho các anh em vô gia cư dưới suối ha, thì nó thấy tụi em xuống á các chú bác, rồi bắt đầu nó nhảy đồng đổng lên, cái nó đi xuống suối, nó quay nó nói mấy người mà YouTube á mà hả muốn quay vô gia cư ở ngoài đường quá trời luôn ha, quá trời luôn, đầy luôn cái sơn xe á ở trên bờ kìa, sao không lên bờ quay đi mà đi xuống suối quay làm chi vậy. Trời ơi các chị bác, nó làm như á cái suối đó là của nó vậy, cái suối là cái suối của chính phủ anh em vô gia cư á ha, là của hả cộng đồng đó, người nào đi giúp đó thì giúp, ai giúp được thì giúp, nó làm như của nó vậy các chị bác, cái gì nó cũng dành hết trơn á ha. Rồi nó nói sao mà mấy người kia á ha đi xuống suối quay làm chi, sao không đi lên bờ á quay hả mấy anh em ở trên bờ á. Rồi á thì tụi em ấy bác, em á thì không có biết đường các chị bác, ở ở San Jose em không có biết đường, thành thử ra là đi á thì thường thường là đi hay đi chung với em Cường ha, thì đi tới đâu mình gặp anh em nào người Mỹ hay là người Mễ hay người Việt, nói chung ra là mình gặp anh chị em nào á thì mình cũng đều cho quà hết các anh chị bác, không có phân biệt như con Hằng. Con Hằng á là nó chỉ thích là phân biệt, nó chỉ cho là đa số nó chỉ cho là người Việt không à, tại vì nhờ tụi em lên nói á thì cái sau này á nó mới hạ là trao cho mấy anh chị em người Mỹ ha, chứ còn hồi trước á là nó đa số là nó chỉ cho cái người Việt của thôi, chứ nó không có cho mấy anh em người Mỹ người Mễ này nọ kia. Tụi em á lên nói chia sẻ, mình làm từ thiện thì cũng từ tâm đúng không, người á nào á đã vô gia cư á thì hoàn cảnh người ta đều giống như nhau hết trơn á, gặp người nào trao người đó đi. Con Hàng nó kén, nó chỉ trao người Việt không, các anh chị bác biết tại sao nó muốn trao người Việt không không? Tại vì á nó muốn giữ lại cái phần quà của những nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân á ha, ở đó lại nhiều một chút để cho nó ngâm nó giữ lại, nếu mà gặp ai nó cũng phát á thì nó hao phần quà, cho nên á cái chiêu trò của nó nói là nó trao người Việt, nó không có trao á, mấy người kia là như vậy để nó được giữ lại á, nhưng mà nó ngâm lại á quà của những nhà hảo tâm gửi Mạnh Thường Quân gửi vô đó, nó ngâm lại đó, nó giữ lại đó các nhà bác ha, cái chiêu trò nữa đó. Rồi á nó nói xong lên là bờ quay đi, thì tụi em á qua lần sau tụi em đi xuống thì tụi em đi cũng á gặp anh em vô cư nào thì á trao quà cho các anh em vô cư đó, thì cái lần sau tụi em đi á ở trên bờ thì gặp được chị Nhung đó, cái lần đó là em phát bánh pizza đó các chị bác, gặp chị Nhung trao quà cho chị Nhung. Rồi á nó thấy em á ha, Viên Cường á đi tới á, gặp chị Nhung thăm chị Nhung á, rồi á nó muốn nhảy vô các chị bác, nó nhảy vô thì nó giúp thì em cũng mừng các chị bác, em cũng đâu có nói đâu các bác thấy không, em cũng đâu có nói đâu, nó giúp chị Nhung đó thì em mừng, em còn nói là cô chú bác anh chị nào gần đây thì á giúp được chị Nhung thì tới giúp cho chị Nhung ha, đó mua quà bánh đồ này nọ kia tới giúp chị Nhung được thì tới giúp, ai san sẻ được cái gì á thì san sẻ, cái đó là hả mình làm từ thiện từ tâm mà các chị bác, giúp được cho chị á vượt qua cái cơn khó khăn thì em vui lắm các chị bác, em cũng không có nói cái gì hết nha.
Rồi á, bây giờ nó giật chị Nhung xong ha, nó dẫn chị Nhung đi quay làm clip xong, nó thu lợi tiền xong cái tiền YouTube của nó, mà nó chẳng có mời được chị Nhung đi ăn một bữa bữa nào chứ các bác, không mời chị Nhung đi ăn được một bữa nào mà cho ngon miệng hết trơn á ha. Tiền của Mạnh Thường Quân á, thì nó cũng giữ cái đó, nhờ em nói á ha, nhờ em lên tiếng á, nó mới trả lại cái số tiền á, của Mạnh Thường Quân á cho chị Nhung á, cái 500 đô đó nó mới trả lại cho những nhà hảo tâm cho chị Nhung á, nó mới trả cho chị Nhung thôi ha. Rồi của thẻ phích tem á của chị Nhung á nó cũng giữ đó luôn, mà cái thẻ phích tem nó cho các bác nghe, cái thẻ đó nó đi xin cho chị Nhung á là hồi tháng 3 ha, hồi tháng 3 đó. Rồi á tháng 4 nó up clip á, là cái thẻ của chị Nhung á là cái ngày 20 tháng 4 nó trả tiền 500 cho chị Nhung, và nó trả luôn á cái thẻ phích tem cho chị Nhung. Mà cái thẻ phích tem á, nó dẫn chị Nhung đi làm á, là lúc đó là tháng 3 ha các nhà bác. Cái thẻ phích tem mình xin á đó, ngày nào á, ngay cái ngày đó mình tới mà mình xin á, là bắt đầu á chính phủ sẽ cho mình á cái tiền phích tem ngay cái ngày đó luôn, mà cái thẻ nó sẽ về sau, nhưng mà cái tiền nó sẽ bù lại vào cái thẻ đó, thông thường nó là như vậy nha các bác. Mà nó ha 20 tây nó lại nó đưa cái thẻ đó cho chị Nhung, mà trong khi 20 tây đó, trước cái ngày 20 tây đó, trước 2 tuần đó, là 2 tuần là tức là 14 ngày là nó đã không có gặp chị Nhung rồi. Mà em coi cái clip đó thì em nghe nó trừ tiền á mua đồ ăn của chị Nhung cái thẻ đó các anh chị bác. Ôi trời ơi, 20 tây mà trừ ra 14 ngày thì các anh chị cô chú bác nghĩ đi, là mới có 7 tây tháng 4, 7 8 tây tháng 4 thôi ha, mà nó trừ tiền gì của chị Nhung, mà bây giờ trong cái clip của nó em nghe nói là tới tháng 5 á ha, tới tháng 5 mới có tiền. Thì bây giờ cái thẻ này á, bây giờ cái thẻ này á là trong đó là chắc hết tiền rồi các chú bác ha. Đó, không biết nó trừ cái gì vậy các chị bác. Em á coi hoài cái clip của nó, em cũng có coi á, coi nó, em coi là muốn coi chị Nhung ha, coi chị Nhung như thế nào các chị bác. Em thấy nó có mua cái gì cho chị Nhung ăn đâu các chị bác, mà nó trừ tiền á ăn của chị Nhung, trừ tiền thẻ phích tem của chị Nhung. Trời ơi, em thấy nó dẫn chị Nhung về nhà bới chén cơm canh hủ qua nhà nó, chan nước canh vô cho chị Nhung ăn, vậy chắc nó đi trừ tiền thẻ phích tem của người ta rồi các chị bác. Nói cho thằng lương lẹo nghe nè nha, thằng dẫn chị Nhung về nhà mà ăn á, chén cơm mà chan canh hủ qua, mấy cái đồ ăn ở nhà hàng á, có sẵn như vậy á, là cái đó thằng không có tính với chị Nhung được đâu nha thằng. Ý như nói cho thằng nghe trước luôn như vậy á, tại vì thằng mời chị Nhung đi chơi, dẫn chị Nhung đi chơi, thằng quay những cái clip của chị Nhung, thằng được tiền YouTube trả cho thằng tiền lương đó rất là nhiều ở trong cái clip của chị Nhung rồi ha. Một ngày á, thằng quay á, dẫn chị Nhung đi á, thằng quay á ha mấy clip luôn ha, rồi clip bên đây, rồi clip bên thực phẩm ẩm thực gì đó, hàng quay á clip của chị Nhung rất là nhiều, cái view của hàng rất á ha, số tiền á về á có là hơn rất mấy mấy chục lần luôn cái tiền ăn của chị Nhung nữa đó em, cái chị bác. Mà hàng á không lẽ đi ra trừ cái tiền ăn cái chén cơm á ở nhà hàng như vậy sao ha? Ý nhi không biết à, ý nhi không biết à, tại vì á hằng á trừ tiền của chị Nhung mà hằng không có đưa bằng chứng lên cho mọi người coi. Thì các anh chị bác nghĩ đi, chị Nhung là cái người hiền lành ha, chỉ hiền lành lắm, ở trên này á biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu cô chú bác, những nhà hảo tâm mạnh thường quân, mà hằng nhận tiền của những nhà hảo tâm mạnh thường quân xong, hằng còn bỏ túi hằng lương lẹo tới nỗi mà ý nhi nói mấy tháng trời luôn hằng mới lên hằng nói là số tiền 3.500 còn lại trong túi của hằng đó, hằng lương lẹo tới cỡ đó luôn á các anh chị bác. Biết bao nhiêu người lên tiếng luôn ha, ý nhi lên á, ý nhi nói biết là bao nhiêu luôn ha, chia sẻ phân tích biết là bao nhiêu luôn, mà hằng còn lương lẹo nói ngâm tới mấy tháng trời hằng mới lên nói được, mà còn suy nghĩ tới mấy tháng trời luôn mà. Thì các anh chị bác nghĩ đi, chị Nhung á chỉ hiền như vậy, chỉ chậm nói ha, như vậy chỉ chậm nghe như vậy, rồi có hằng nói trừ này trừ kia, chị Nhung có biết cái gì đâu các chị bác. Có người ngay thẳng muốn trừ tiền gì của chị Nhung, giữ tiền của chị Nhung ha, thẻ phích tem của chị Nhung đó, từ tháng 3 là hằng đã đi xin cho chị Nhung rồi ha, giữ tới 20 tháng tháng 4 mới trả, mà trước 20 tháng 4 là 2 tuần trước là thằng nó không gặp chị Nhung rồi, mà trừ tiền ăn tiền gì, trừ cái tiền gì mà hằng không cho mọi người coi được vậy hằng hả, trừ cái tiền gì thì đó, để lên cho cộng đồng mạng coi cái video đó để coi có hợp lý không, để cho mọi người coi cái video đó cho mọi người biết
cái thằng trừ cái tiền gì. Em á, mắc cười lắm á, nếu mà nó đem cái video đó ra mà nó trừ mấy cái tiền mà kiểu như mấy cái áo á vậy bác, mấy cái áo cũ của nó mà mặc vô cho chị Nhung, hay là chén canh á, cơm canh hủ qua của nó tại nhà nó ngồi ăn uống gì mà nó trừ tiền á, chắc em ngồi em cười đau bụng luôn quá. Ai cũng nói con hàng tốt hết trơn á ha, đem chị Nhung về nhà rồi cái nãy kia ha, tắm có nào nó trừ cái tiền tắm gì không các chị bác. Cái này em chưa có biết nha các bác, tại vì nó trừ tiền mà em thấy á, trong cái clip á, nó không có mua cái gì, nó không hỏi chị Nhung cái gì mà đi mua đồ cho chị Nhung, thích ăn cái gì nó mua đâu, em chỉ nghe là nó trừ tiền thôi đó. Nhìn đi nhìn lại á, đâu có cái món nào mà nó đi mua đồ gì cho chị Nhung ngồi ăn đâu các chị bác, theo ý của chị Nhung hay gì đâu các chị bác, mà nó trừ tiền nghe, trừ tiền chắc nó trừ tiền mấy cái đó quá, trừ tiền mấy cái áo cũ đưa cho chị Nhung mặc hay là cái gì nè ha, rồi trừ tiền tắm ha, trừ tiền nước, trừ tiền này tiền kia đấy chị bác. Trời, đem lên cho mọi người coi đi thằng ơi, cái gì cũng vậy, người ngay thẳng thì cho mọi người coi để cho mọi người coi mọi người biết chứ thằng á, cái gì thằng cũng lén lén, thằng lúc lúc không à, thằng lén quá à. Còn á, hai mấy cái đứa mà bưng bô nịnh nót cho thằng á ha, thằng không á, những cái thật cái thằng không đưa lên, thành thử ra tụi nó cứ u mê, tụi nó u mê chứ tụi nó nói thằng tốt đó. Bây giờ thằng tốt và cái thẻ phút tem 280 của chị Nhung á, cái tháng 4 rồi tháng 3 là đã đi xin rồi ha, đó là tiền trong đó là cũng phải là hơn một tháng đó, mà trừ không biết trừ cái gì nữa các anh bác, mà bây giờ tới tháng 5 mới có tiền. Đây là cái chuyện, đây là một chuyện hy hữu có thật nha các anh bác đó. Mấy cái người mà ở Việt Nam á các bác không có biết á, không biết chuyện á, thì đi lên á ha, định á binh cho thằng không biết gì hết trơn á, có thằng nói gì nghe đó à, đó mở miệng ra mà ha, ai mà nghe theo thằng á mà đi ra đường nói chuyện á, người ta nghe người ta cười chết luôn á các bác. Ở đây ta sống ở Mỹ ta biết, biết có thằng lưng lẻo hết trơn rồi. Bây giờ nó đi ra đường á các bác, đi cái chợ mà nó còn dám vô chợ mua đồ là cái gì bác hiểu rồi. Đó. Hôm nay á em chia sẻ các anh chị bác tới đây trước nha. Cuối tuần mình vui vẻ thoải mái các anh chị bác ơi ha. Và tiếp theo sau em sẽ chia sẻ tiếp những câu chuyện rất là thú vị cho các chị bác nghe tiếp nha. Yến Nhi kính chúc quý bà cô chú bác anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và tỷ sự như ý. Luôn bình an nha các chị bác và thành công trong cuộc sống nha. Yến Nhi bye bye.